Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt nhiệm vụ về đẩy mạnh việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tỉnh Ninh Bình. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện nay, dịch bệnh đã lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Tinh thần chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tập trung ở mức cao nhất để phát hiện kịp thời, sớm nhất có thể các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm chủng mới của virus corona. Khoanh vùng cách ly, tuyệt đối theo dõi chăm sóc thật tốt, nhất định không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương đã thảo luận đề ra những nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch do virus corona gây ra. Tại tỉnh Ninh Bình đến thời điểm này, có một số trường hợp ghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Ngành y tế đã chủ động phối hợp với các địa phương tiến hành các biện pháp giám sát, cách ly, theo dõi, tiến hành quy trình lấy mẫu và gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm theo quy định. Hướng dẫn người nghi mắc bệnh thực hiện cách ly, vệ sinh cá nhân theo quy định phòng chống dịch bệnh. Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tỉnh Ninh Bình, Tống Quang Thìn yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, công văn có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh. Trong đó thực hiện có hiệu quả cao công văn chỉ đạo số 61 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Phòng chống dịch bệnh phải chủ động bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Giao cho Sở Văn hóa Thể thao nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng các hoạt động lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế tham mưu triển khai thực hiện công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giám sát chặt chẽ các trường hợp lao động ở vùng có dịch sang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, kịp thời kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp lợi dụng tăng giá khẩu trang và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trái quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện cũng khẩn trương hình thành các trung tâm cách ly phòng chống dịch bệnh với đầy đủ các loại thuốc và vật tư y tế cần thiết, chủ động phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó có giải pháp đảm bảo an toàn cho các thành viên phòng chống dịch bệnh các cấp, giao cho Sở Y tế thống nhất với một số cơ quan chuyên môn xin ý kiến Bộ Y tế đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị hệ thống xét nghiệm bệnh dịch đảm bảo tiêu chuẩn tại tỉnh để sớm có kết quả phục vụ tốt yêu cầu phòng chống dịch bệnh.